rồi lại win nữa. Cái câu này nghe ghê lắm nha. Ủi cái đó 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 đó, nó mày mày đi theo mình nữa các bạn. Mày đi thúi á con, lại win nữa hả con. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Dumb Rest the Button. Yeah, yeah, yeah. Vậy ba thì trong game này á là đây, nó sẽ xuất hiện duy nhất một cái nút duy nhất thôi đó. Đúng rồi, thì, nó màu xanh nè. Bấm vào đây là nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên những cái thử thách mà dành riêng cho mình, Bami và những người chơi ở đây. Okay. Chính xác. Rất là nhiều thử thách mà hại não không nha các bạn. Đúng rồi, nói chung là thử thách này nói chung là không biết đường đâu mà lần. Có nhiều cái thử thách nó khá là ok. Rồi. Ví dụ như này nè, khá rồi. Là ok. Sống thần, cái này là sống thần các bạn ơi, đó các bạn thấy sống thần nó biết ra sao không? Ok, lên lên lên. Oh yeah, oh yeah, rồi nó lên được rồi. Ai có được rồi, có lên được rồi. Bỏ cái đứng chảy không được hả? Sống thần tới rồi, dính địa của đời. Và hiện tại đã có một số người chết đó, và một vài người bị thương. Có làm sao biết con, ủa sao biết con nó đâu mất tiêu vậy? Trời đất ơi. Tiền. Nó giấu luôn, sao biết con luôn. Quá, wow. Ê, chết rồi, cậu đồ Bobby ơi, mày, cái tao trong nhà. Cái nhà bùng. Kia bị cái nhà đè chết ngắt. Cái đậu phòng trong nhà, cái nhà bị nổ ghê chứ. Quỷ nhà bị cái nhà đè, nổ cái đùng chết ngắt. Nghiệp. Đi quá đáng luôn á. Ôi ôi. Đúng cái đợi nó có chặt màu vàng đầu tiên. Tao đỏ rồi, tao đứng màu đỏ. Nó màu đỏ chết nè. Màu đỏ chết. No 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 no, màu đỏ iso hên, màu đỏ iso lucky. Lũ đạn thiệt chứ. Mai nồi được. Mày à bưởi. Mai nồi tao cười, nó không cho tao cười luôn nè. Ba bưởi. Rồi mày chết chưa? Chưa luôn. Vô, bây giờ đi qua màu xanh nè. Màu xanh là nó sẽ sống à. Màu xanh nó sẽ chết nè. Bức quá chết nguyên đám nên chứ có gì đâu. Ủa? Thằng 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 thằng. Hên, hên giống man. Niên này còn sống hay thì chứ vẫn ngay như thường. Rồi hết dáng, bít đập bít tình. Rồi bấm nút đi bà con. Ô, sao bít con chạy nhanh vậy? Quỷ ông ấy là nghiệp quật liền ghê thật chứ. Trời, á, này bít đi kìa, cầm cái thước ông gõ kìa. Chạy 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 chạy. Bê đi. Cái là té liền luôn á, té nằm liền luôn á. Đúng rồi, ổng mà quật một cái một là té liền luôn, quật còn hơn nghiệp nữa. À, còn đứng đây còn đớp ổng. Ê, ông thầy đừng đi qua đây chứ, cứu hồn. Đừng đi qua đây thầy ơi, 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 ơi. Thầy ơi, ổng đi nhanh đó mày, trời. Mày ơi, ổng nổ, nhỏ té, dập mặt luôn. Cũng may nhỏ chưa chết á, nổ gì mà nó không chết. Thì chết. Trời ơi, lũ đạn tới đây mà tự nhiên cũng chết là sao? Ủa sao tự nhiên mày chết vậy? Tôi đang tới chuyện có cho bom nổ cái rầm. Bái nồi, ủa ốc bi nè Bami. Trời, ba cái đồ quỷ. Quỷ ra nó tranh thủ ghê chứ, mà nó cao thủ mà tranh thủ. Đấy cái mọt này không? Đó, trời ơi, easy không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ui, cái này khó nè, Bami qua đây cái này chết. Trời ơi, ba cái đồ quỷ. Ôi trời ơi, ba đồ quỷ, easy. Easy game. À, quỷ Bami lên nè, chết nè, chết nè. Ủa, mày mới chết hả? Trời nào tao bị rớt xuống. Bái nồi. Biết đâu rớt không? Nhẹ bước cái bộ. Nhảy bước đâu ba, con nhảy, con nhảy cái đâu, con nhảy là không chừa bước, không chừa cục nào luôn á. Ý là tao nhảy bước nên tao mới té. À cái đó là do mẹ. Má chưa kịp nhảy luôn lên cầu thang là tới đỉnh Vinh Quang luôn rồi đó, lụ đạn. Gần cái đỉnh Vinh Quang quỷ mà mày. Nó chơi vừa giữa hương phong, lụ đạn. Quỷ mà mày không làm ăn được gì luôn. Quá đáng. Banh. Chúng ta banh mà con ơi, vô vô vô. Yo! Ủa? Ủa tao đẩy vô mà. Lũ đạn tao nhớ tao đẩy vô mà. Chơi gì cho lạ trời. Ê bom. Cái bom luôn trời ơi. Trời ơi má ơi, là chạy kịp quá hơn là chết rồi, nó gõ chạy kịp. Trời ơi, vậy ai chơi lại trời ơi. Đó, đó. Bom này là bom giải nghiệp nè các bạn. Ê, Quỷ gà ra dách núi đứng nè. Hồi nãy con Win nó cho con cái bảng gì nè. Tôi đã hoàn thành được cái ốc bi và tôi rất tự hào. Trời ơi, nghe ghê không? Ồ má tự khen luôn mới ghê chứ má ơi. Cái bảng nó khen tao chứ đâu, tao đâu có tự khen ba. Tao đâu có tự sướng như vậy. Trời ơi, mấy thanh niên có speed con chạy ghê quá. Cố gắng lượm 200 tiền là được một cái speed con đấy. Ồ,
thằng người chuối ra đây làm gì vậy? Ôi người chuối ra đây phê chuối mà. Ai nồi nó ra có nhiêu đó thôi mà làm quá giật mình. Nó kêu ai mua giùm tôi, ai mua chuối tôi thì thương tôi đó, đầu chó mày ơi. Chó này nó hiền lắm, chắc cũng chả có gì to lắm, to cát luôn. Ừ, nó sút vô mặt á. Trời, nó đập thẳng vô mặt con luôn nè, mém đó. nó đẩy nó đi luôn á. Nó hùng mẹ ba, nó hùng mày đó. Ok, hết rồi, bây giờ bấm nút khác thôi. Rồi, ủa, nữa. Nó banh. Vô. Cái gì vậy trời, quỷ ga nó có mà. Trời ơi, thôi mệt quá không đá nữa, đi lượm tiền để mua sờ Bitcoin. Vô, đá, sút. Sút vô đây nè má ơi, trời ơi. Tung, ok. Trời đất mẹ ơi. Nghĩ mình nghĩ cái tình huống là khi mấy quỷ này nó tranh cho cô vô rốt cuộc gặp mình đá suốt vô là đó nghe thôi bỏ đi banh gì nhanh vậy ai chơi lại banh gì mà lăn nhiệt kỳ mình sắp vô à mấy thanh niên phá không mà không chơi nữa hết giờ chơi gì nữa ba à vậy đi tao giờ mình chơi gì nữa thì ủa gì đây ủa cái gì vậy rồi để coi thử thách tiếp theo là gì các bạn he ấy tự nhiên nãy con mới thấy trọng nè bái nồi Kami Yuko vãi nồi có nguyên cái con há miệng ra nó phun một cái một quỷ ra chết gắt à, tao không tin luôn ấy trời ô lên vũ trụ nè các bạn ơi trời đất ơi lừa vừa phải thôi chứ ủa tôi là ai đây là đâu tôi là vũ trụ đang ở vũ trụ ơi quỷ ra lụm tiền rồi trời ơi con quỷ đó nó giành tiền của tao nó giành không lại ai để coi thử thách gì đây và thử thách tiếp theo chính là đầu chó rơi trên trời rớt xuống đó đi lượm tiền kiếp ta được 170 rồi còn 3 đồng tiền nữa là ta sẽ đủ tiền ta mua được một cái sơ pick up đi ra mày lắm không của tao quỷ ga lượm tiền ghê rồi chứ bởi vì tao nói cao thủ không bằng tranh thủ hả tiền đâu à tiền ủa gì kìa tự nhiên cái Victory Royal Đồ Royal chuẩn khiến rồi bấm nút rồi đó ăn kim cường cái nhà này nè trời đất mẹ nguyên cái cửa nó văng vậy mà không ai chết hồi nãy tao chết gì nói đó bà tao chết biểu mày bị nè nhà đè ô get the yellow wood về giá trời cái gì mà vẫn còn lên kịp mới ghê chứ phải nồi đứng xa quá các bạn mới có 120 tiền. Ôi, ai chơi cắt đèn chơi kỳ vậy? Bật cái đèn, cái nút công tắc ơi, bật cái nút công tắc đèn ơi. Ta đủ tiền rồi, bây giờ con mua sờ Bitcoin đây. Yeah, cuối cùng đã có được sờ Bitcoin rồi. Ủa, đứa nào bật đèn nhanh vậy? Phải chưa kịp sờ đèn, không có lộn sờ mà là cần. Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ sao vậy? Quỷ mà mình mới có 130. Lâu đèn cái xe đi ngang nó cán chết nó nguyên đám luôn bà con ơi. Quỷ ra là thất thành. Ủa cái đây đi mà tự nhiên đâu ra cái xe lửa vậy? Phải nồi xe lửa đâu băng ngang qua khu rừng vậy trời. Gì khu rừng ba đây tháo nguyên ba. Ôi, biết cái này rồi. Nhìn là biết cái gì luôn các bạn ha. Đi tới đâu rụng tới đó. Này làm chứ quỷ ba mi nó mới giết mình xong này bây giờ mình sẽ hộ mình sẽ lại. Thôi đi vô khác giùm hộ cái. Đi chỗ khác chơi đi mập địch mập và địch thui đi chỗ khác chơi đi thôi mày giúp dài quá vậy ba mình chơi thử cái này trời ơi sao giết được chế làm sao mà giết được chui anh kia giếm chuối quỷ kia giếm chuối ồ hiện hành nó đầu nó xuống bạn ơi em chết này là dễ bị thạch quật lắm nè đó thạch quật vô đầu tét đầu đứng đây là 100% sẽ sống quỷ và mì chết đứng hay lắm con nó quật vô mặt nè thích kìa trời bị bắt trước đi chứ đứng góc ồ bắt trước đi chứ thiệt tình trời ơi đứng góc mà bị thiên thạch rớt xuống là xui lắm luôn á tao nghĩ là nó không có rơi chúng tao đâu nó cũng chả rơi ngay góc đâu đứng ngay góc là auto win mình cũng đang me coi ví dụ nó rớt chung kia cái ngồi cười no luôn để gì trời dễ gì win rồi nè không trời dễ gì đùa ok
hết dán rồi, đi vô thôi. Là ba. Trái chuối kìa, trái chuối hiện lên kìa. Xuất hiện người chuối nữa kìa. Lũ đạn cái gì vậy? Ủa trái bom đâu ra vậy? Trái bom nghe ở giữa trung tâm bấm rất là cái đùng. Đâu thấy trái bom nữa. Nồi chết quá trời luôn. Nữa. Rồi lại win nữa. À, cái câu này nghe ghê lắm nha. Ủi ra đó, đó 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 đó. Nó mè mè đi theo mình nữa các bạn. Mày đi đuối hả con? Lại win nữa hả con? Kia chết rồi. Không hiểu mày gần như mày đi đâu đích đâu chị trời. À biểu, mày tưởng tao nhảy liên tục hả? Không có đâu, mày đi sau lưng tao, tao đi liền. Trời ơi, lại win nữa rồi. Quỷ ga nó nói nó chết. Nghiệp quật không chừa một ai. Tôi nói gì cho nghiệp quật chị trời. Mày giết nó đi ba, mày tha nó chi nữa, giết nó luôn đi. Thôi, Huynh ơi, Huynh ơi là Huynh kia bị nghiệp quật. Rồi, chết nó bấm nút. Cái thằng này cái miệng đâu, miệng đâu. Tao hùi rồi má ơi, tao bật đèn. Ủa, hồi nãy mà mới vừa bị xuất hiện đó xong rồi những cái miệng nó xuất hiện ra liền luôn. Ủa, nhanh dữ vậy. Ghê chưa, tao bấm nút mà. Ủa, mấy thanh niên này làm nhanh gọn lẹ luôn á. Anh, ủa bạn đâu? Bạn rớt ra ngoài góc rồi mày ơi. Sút không, sút không? Và một cái sút, ôi giời mẹ ơi, nó ra ngoài biên rồi các bạn à. Nó cố kia phạm. Sút một cái một văng bà vô biên. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, trời, quá luôn kìa ơi. Rồi mày lụm cái banh hộ tao cái. Rồi chuyền qua đây, đúng rồi. Lên đây. Trời ơi, một cái chuyện thật là... Một cái chuyện thật là dở tệ của quỷ ga. Vãi nồi, tự nhiên chuyện nó vô chi vậy trời. Ây da. Win. Gì? Con đường cái miệng. Đó, đi vô thử coi nó có gì em đây. À, cái trò này giống cái trò nằm kìa. Các bạn coi ăn mình rồi. Ra nguyên cục màu đen luôn á. À, đông ghét ít tình, ghét ít tình nữa các bạn, game đó nhớ không? Mày ghét ít tình á, ghét ít tình chứ mày đông ghét. Đó, chui nè. Đó, rớt ra nè. Cục đen xì lì nè. Ê, ôi mình vẫn trắng các bạn à. Mình vẫn trắng tinh xương các bạn ơi. Vậy cái thằng này tiêu hóa nó dở nè. Tiêu hóa không đổi màu. Ok, dừng lấy đi cô. Ok các bạn, thì hai đứa mình sẽ dừng video này. Thì cái game này có tựa đề là Đông Bút Đờ Bích Tình. Nhưng mà trong game này muốn chơi là phải Bút Đờ Bích Tình. Nó sai, giá man sai luôn. Đó thì ok, win. Ủa mấy nồi. Rồi, các bạn thích video này để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình. Nhớ nhận thêm nhiều video mới này các bạn nha. Bye bye mọi người. Bye bye.